Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi tới quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngoại trưởng Antony Blinken dự kiến sẽ tới Israel vào ngày 3 tháng 11 để gặp gỡ các thành viên của chính phủ Israel và lần đầu tiên chính quyền của Tổng thống Mỹ đã nêu ý tưởng quản lý giải Gaza sau cuộc xung đột. Đài CNN của Mỹ ngày 31 tháng 10 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Ngoại trưởng nước này, ông Antony Blinken, sẽ tới Israel vào ngày 3 tháng 11 theo giờ địa phương để gặp gỡ các thành viên chính phủ nước chủ nhà và sau đó sẽ dừng chân tại một số quốc gia khác trong khu vực giữa lúc cuộc xung đột giữa Hamas và Israel tiếp diễn. Đây là chuyến thăm Israel lần thứ 3 của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ vào ngày 7 tháng 10. Chuyến thăm đầu tiên của ông Blinken là vào ngày 12 và chuyến thăm thứ hai là vào ngày 16 tháng 10. Hai hôm trước chuyến thăm Israel của Tổng thống Mỹ Joe Biden để bày tỏ tình đoàn kết với Israel sau vụ tấn công của Hamas. Chuyến thăm Israel sắp tới của ông Blinken diễn ra sau khi Israel bước vào giai đoạn 2 của chiến dịch trên bộ ở dải Gaza và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30 tháng 10 đã bác bỏ ý kiến cho rằng Israel sẽ đồng ý ngừng bắn với Hamas. Đặc biệt, theo tờ The Times of Israel ngày 1 tháng 11, ngay trước chuyến thăm, vào hôm 31 tháng 10, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nếu Israel thành công trong mục tiêu lật đổ Hamas, chính quyền dân tộc Palestine PA được hồi sinh sẽ giành lại quyền kiểm soát Gaza, nhưng các đối tác khu vực và các tổ chức quốc tế có thể đóng vai trò chuyển tiếp. Phát biểu nêu trên của ông Blinken được đưa ra trong phiên điều trần trước Ủy ban Thẩm định Thượng viện Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên chính quyền của Tổng thống Biden công khai tuyên bố mong muốn chính quyền dân tộc Palestine quay trở lại nắm quyền ở dải Gaza. Mong muốn này trước đó chỉ được nêu ra một cách riêng tư với các đối tác trong khu vực sau khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói tại phiên điều trần trước Thượng viện rằng, tại một thời điểm nào đó, điều hợp lý nhất là chính quyền dân tộc Palestine hiệu quả và được hồi sinh sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng về an ninh đối với Gaza. Năm 2005, Israel từ bỏ quyền kiểm soát dải Gaza do sức ép trong nước và quốc tế, rút 9.000 người định cư và lực lượng quân sự khỏi khu vực này. Vào năm sau đó, phong trào Hamas đã tham gia bầu cử ở dải Gaza. Năm 2007, Hamas lật đổ chính quyền dân tộc Palestine do Fatah lãnh đạo và giành quyền kiểm soát toàn bộ dải Gaza. Kể từ đó, Gaza không tổ chức bầu cử. Trong một diễn biến liên quan mới đây, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Gray cảnh báo, cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel-Hamas đã làm gia tăng mối đe dọa bạo lực tiềm ẩn ở Mỹ lên mức cao chưa từng thấy kể từ vài năm qua. Tại phiên điều trần trước Quốc hội, người đứng đầu Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho biết nhiều tổ chức tấn công nước ngoài đã kêu gọi tấn công người Mỹ và phương Tây kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột mới nhất ở Gaza hôm 7 tháng 10, làm dấy lên mối đe dọa từ những kẻ cực đoan bạo lực trong nước Mỹ. Ông lưu ý, mối lo ngại gần đây nhất của FBI là những kẻ cực đoan bạo lực sẽ nhân cơ hội gia tăng căng thẳng ở Trung Đông để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ, đặc biệt là cộng đồng người Do Thái tại Mỹ. Chỉ trong 2 tuần qua, nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và rocket vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria. Lầu Năm Góc đã đổ trách nhiệm cho lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn và có mối quan hệ với Hamas. Giám đốc FBI nói thêm, tại Mỹ, mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là những phần tử cực đoan, gồm cá nhân hoặc nhóm nhỏ sẽ lấy cảm hứng từ các sự kiện ở Trung Đông để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ. Thực tế là mối đe dọa tấn công đã tăng cao trong suốt năm 2023, nhưng cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông đã nâng mối đe dọa về một cuộc tấn công nhằm vào công dân Mỹ lên một cấp độ hoàn toàn khác. Nhà Trắng hôm thứ Hai cũng đã đưa ra cảnh báo, lưu ý về các báo cáo liên quan đến các vụ việc chống người Do Thái tại nhiều trường đại học Hoa Kỳ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khiến nhiều trường đại học phải thắt chặt an ninh. Trước những nguy cơ này, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas cho biết cơ quan này đã phản ứng trước sự gia tăng các mối đe dọa chống lại cộng đồng người Do Thái, Hồi giáo và người Mỹ gốc Ả Rập trên khắp đất nước kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra. Các nước khối Ả Rập đã lên án vụ không kích của Israel vào khu tị nạn Jabalia ở Gaza tối hôm 31 tháng 10 bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất. Trong khi đó, Israel vẫn bảo vệ quyết định của mình và hiện tại con số thương vong vẫn chưa được công bố chính xác. Trong một tuyên bố được Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út phát đi nêu rõ, Ả Rập Xê Út lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể về việc lực lượng Israel nhắm mục tiêu vô nhân đạo
vào trại tị nạn Jabalia ở dải Gaza. Tuyên bố cho biết thêm, cuộc tấn công mới nhất vào trại tị nạn đông dân cư đã gây ra cái chết và thương tích của một số lượng lớn dân thường vô tội. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Jordani đưa tuyên bố trên X, Twitter cho biết Jordani lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất hành động gây hấn của Israel nhằm vào trại Jabalia ở dải Gaza, buộc Israel, thế lực chiếm đóng, phải chịu trách nhiệm về sự phát triển nguy hiểm này. Bộ Ngoại giao Jordani khẳng định Vương quốc phản đối và lên án mạnh mẽ hành động này, vốn đi ngược lại mọi giá trị nhân văn, đạo đức cũng như các quy tắc của luật nhân đạo quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani tuyên bố Iran lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất vụ tấn công dã man vào trại Jabalia ở dải Gaza. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cũng lên án mạnh mẽ cuộc không kích của Israel, cảnh báo rằng các cuộc tấn công bừa bãi sẽ dẫn đến sự phân chia không thể khắc phục được trong khu vực. Ở chiều ngược lại, lực lượng phòng vệ Israel IDF bảo vệ quyết định của quân đội Israel nhằm vào trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Gaza. Người phát ngôn IDF, Trung tá Jonathan Korikos cho biết trong một cuộc họp báo tối hôm 31 tháng 10 theo giờ địa phương rằng Israel đã tấn công trại này để loại chỉ huy hàng đầu của Hamas, Ibrahim Biari, người có vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch và thực hiện vụ tấn công hôm 7 tháng 10. Theo người phát ngôn Korikos, hàng chục chiến binh Hamas cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công vừa qua, các đường hầm dưới lòng đất bên dưới trại bị sập, đồng thời cho biết thêm rằng IDF vẫn đang làm việc để xác định con số thương vong chính xác. Ông Korikos tiết lộ phía Israel đang làm việc để xác định số lượng dân thường thiệt mạng trong cuộc tấn công. Người phát ngôn nói rằng IDF đã xem xét tất cả các yếu tố khi thực hiện cuộc tấn công, bao gồm cả khả năng những người không tham chiến bị ảnh hưởng. Người phát ngôn nói thêm rằng quân đội đã thông báo cho dân thường rời khỏi khu vực thông qua việc phát tờ rơi, tin nhắn trên mạng xã hội và các đài phát thanh. Phía Israel chưa cung cấp thông tin chi tiết về loại hoặc số lượng đạn được sử dụng trong cuộc tấn công. Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng ra tuyên bố cực lực lên án vụ tấn công, coi đây là hành vi xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Hàng chục cuộc biểu tình quần chúng đã nổ ra tại thủ đô và một số thành phố lớn của gần 10 quốc gia trong khu vực để bày tỏ sự phẫn nộ về cuộc tấn công của quân đội Israel vào trại tị nạn Jabalia. Đây là nơi cư trú của các gia đình người tị nạn sau các cuộc chiến tranh với Israel kể từ năm 1948. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết hơn 20.000 binh sĩ Israel đã tiến vào Gaza để thực hiện các hoạt động chiến đấu bên trong Gaza kể từ hôm 28 tháng 10. Trước đó, hai sư đoàn chiến đấu của lục quân và tăng thiết giáp cũng đã được triển khai vào Gaza để loại bỏ Hamas. Chiến dịch phong tỏa và không kích dài gần 4 tuần qua của quân đội Israel vào dải Gaza đang đẩy vùng đất với gần 2,5 triệu dân này tiến gần hơn tới một cuộc khủng hoảng nhân đạo, được đánh giá là tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Theo nhiều tổ chức quốc tế, với việc nguồn cung cấp thuốc men, nước uống và lương thực tại Gaza gần như đã cạn kiệt hoàn toàn, nguy cơ xảy ra khủng hoảng nhân đạo tại Gaza chỉ còn tính bằng giờ. Lực lượng Houthi ở Yemen đã lao vào vòng xoáy trong cuộc xung đột Israel và Hamas từ khoảng cách hơn 1.600 km tính từ sở chỉ huy của phong trào này tại Sana'a. Nhóm tay súng này mới đây tuyên bố rằng họ đã phóng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel trong loạt vụ tấn công cho thấy những rủi ro an ninh trong khu vực của cuộc xung đột Israel-Hamas. Phong trào Houthi đang nỗ lực bày tỏ tinh thần ủng hộ người Palestine kể từ khi xung đột nổ ra ở dải Gaza vào ngày 7 tháng 10. Với những đòn hỏa lực nhắm vào Israel, Houthi đã mở ra một mặt trận mới sau 8 năm chiến tranh với liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ở khu vực này. Người phát ngôn của lực lượng Houthi là Yahya Shari tuyên bố trên truyền hình rằng nhóm này đã phóng một lượng lớn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái về phía Israel và tuyên bố sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công như vậy để giúp người Palestine giành chiến thắng. Tuyên bố trên đã chỉ ra quy mô ngày càng mở rộng của cuộc xung đột ở dải Gaza khiến các quốc gia lo lắng. Người phát ngôn Shari cho biết đây là cuộc tấn công thứ ba của Houthi vào Israel kể từ khi xung đột nổ ra ngày 7 tháng 10. Qua đó, nhân vật này dường như xác nhận Houthi đứng sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 28 tháng 10, dẫn đến các vụ nổ ở Ai Cập, cùng với vụ khai hỏa tên lửa hành trình vào ngày 19 tháng 10, trong đó đã bị Hải quân Mỹ đánh chặn. Cố vấn an ninh quốc gia Israel Yachi Hanebi khẳng định các cuộc tấn công của Houthi là không thể chấp nhận được, nhưng từ chối nêu rõ cách Tel Aviv sẽ đáp trả. Lực lượng Houthi là một trong số những phong trào đang chống Israel và Mỹ. Tổ chức Hồi giáo ở Yemen này đã tiến hành các cuộc tấn công khắp khu vực kể từ ngày 7 tháng 10. Các tay súng ở Iraq cũng đã bắn phá lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria, trong khi phong trào Hezbollah ở Liban vẫn thường xuyên đấu súng với lực lượng Israel tại biên giới.
lực lượng Houthi đã chứng minh được sức mạnh về tên lửa và máy bay không người lái trong cuộc chiến tranh nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ả Rập Xê Út và UAE. Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cáo buộc Iran trang bị vũ khí, huấn luyện và tài trợ cho các thành viên Houthi. Tuy nhiên, nhóm này phủ nhận họ liên kết với Iran và nói rằng họ tự phát triển vũ khí. Mỹ, đồng minh lớn của Israel, đã triển khai các tàu sân bay nhằm ngăn chặn xung đột ở Gaza lan rộng. Về phần mình, Iran cũng không muốn chiến tranh lan rộng. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian ngày 31 tháng 10 cho biết các đồng minh của Tehran có thể hành động xa hơn. Ông nói các nhóm phản kháng sẽ không im lặng trước hành vi của chế độ phục quốc Do Thái và sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ đối với chế độ phục quốc Do Thái. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin họ sẽ không chờ đợi lời khuyên của bất kỳ ai. Nếu tình hình vượt quá tầm kiểm soát, sẽ không có bên nào được an toàn. Người phát ngôn Yahya Shari đã đổ lỗi cho Israel về sự bất ổn ở Trung Đông, nói rằng vòng xung đột trong khu vực đang được mở rộng là vì Israel. Ông tuyên bố Houthi sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công cho đến khi Israel chấm dứt hành động gây hấn. Lưu ý về việc tên lửa và máy bay không người lái của Houthi bị bắn hạ trong các cuộc xung đột mới nhất. Ông Mohanad Hagi Ali tại Trung tâm Trung Đông Carnegie đánh giá bản chất hiện nay của các vụ tấn công đó mang tính chất cảnh báo nhiều hơn, thay vì là một mối đe dọa quân sự thực sự. Chuyên gia trên nói, rủi ro đối với Israel là nếu xảy ra một cuộc giao tranh tổng lực khi nhiều vụ phóng tên lửa từ mọi hướng, hệ thống phòng không của họ sẽ bị áp đảo. Yemen đã trải qua hơn một năm tương đối yên bình nhờ nỗ lực thúc đẩy hòa bình do Liên Hợp Quốc dẫn đầu. Ả Rập Xê Út đã tổ chức đàm phán với phong trào Houthi nhằm mục đích thoát khỏi cuộc chiến kéo dài nhiều năm này để tập trung vào các ưu tiên kinh tế trong nước. Nhưng loạt vụ không kích của Houthi nhằm vào Israel mới đây đã làm tăng nguy cơ bùng phát xung đột đối với Ả Rập Xê Út. Mọi vũ khí phóng từ Yemen đều đi qua phía tây Ả Rập Xê Út rồi bay qua Jordani và vào Israel. Hiện văn phòng truyền thông của chính phủ Ả Rập Xê Út chưa trả lời yêu cầu bình luận về những mối lo ngại của vương quốc này đối với các đòn tấn công của Houthi. Nhà phân tích người Ả Rập Xê Út Ajit Agassian tin rằng Riyadh không thể tránh khỏi nỗi lo lắng xung đột sẽ tràn qua biên giới. Ông Agassian nói, tôi nghĩ vấn đề ở đây là xung đột này có khả năng đẩy Ả Rập Xê Út vào tình thế được coi là đứng về phe nào giữa Mỹ, Israel và Iran. Và Ả Rập Xê Út muốn tránh kịch bản đó. Ả Rập Xê Út và Iran đã đồng ý khôi phục quan hệ ngoại giao vào đầu năm nay. Động thái trên nhằm giảm bớt căng thẳng kéo dài nhiều năm đã gây ra xung đột ở khắp Trung Đông. Năm 2019, phong trào Houthi nhận trách nhiệm về cuộc tấn công vào các nhà máy lọc quan trọng gây gián đoạn tạm thời đối với hơn một nửa sản lượng dầu của Ả Rập Xê Út. Mỹ cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công này, song Tehran mạnh mẽ phủ nhận.